tập hay như. Và cái câu tập số ba mươi bốn này nó là từ vọng tử, cho nên là nãy giờ không có mặt vọng tử rồi. Có người 3 tháng rưỡi nữa cho nó đủ. Thank you.
Làng cát không? Nghe đậu làng cát quá. Thức hình dạng bình thường, màu sắc bình thường luôn. Không. Thank you.
Số 2, số 4. Tương tự đại thực phẩm thôi được cái bào tương, những bào tương bắt màu đẹp. Trong giấy bưu bệnh nhóc có luôn, trong trong mấy khoa giấy bưu bệnh bệnh viện nào cũng có mà. Thank you.
Bắt được có mà nó khổ không phổ biến. Cái hoạt động và mọi cơ thể của mình thì nó sẽ đi đâu?
tư dữ dàng. Một thời gian nó sẽ lớn lên thì cái nhân nó cũng lớn lên, cái vỏ nhỏ nó cũng lớn lên và nó dày lên. Mũi là vector truyền bệnh. Người là cái vũ bệnh viện mà vừa là cái vũ trung gian luôn. Sốt cao rét run, cái gì rét có sốt cao rét run sốt vã mồ hôi mệt mỏi. Không, để mình nó lẫn lộn với cái triệu chứng đó, nhất là bệnh người bị nhiễm nhiều lần.
là lãi suất mà rất thích ta không có bệnh. Chúng ta thấy gọi là mình ghét sốt thì đúng. Tôi nấu mà sẽ tốt hơn hôm nay. Coi sắc thái vòng cầu đó. Dạ, phân si nằm dưới đây nè. Dạ vào dạ hơn.
đó. Fancy. Fancy. Còn anh đến từ cái số lượng 48 tinh trùng á thì mới ra mình nói những
chị thấy là khi mình đọc lam vào, mình không có xác định mình thể cụ thể nha, nhưng mà mình lướt một vài văn chương của mình có một cái cảm nhận đầu tiên là mình nghĩ nó là fancy và bị bắt, thì mình dựa vào đâu? Cầu chứ. Nếu không gặp nó là sao? Bài đại cương và cái tinh trùng thì chủ yếu nó là về khái niệm, khái niệm ha. Thì các anh chị là về nhà đọc lại những cái ví dụ của những khái niệm đó, chứ tôi sẽ không có hỏi là hỏi sinh là sao, quý sinh là sao, mà chúng ta mốt là mình phải giữ cái này với cái này, đừng gọi nó là mẹ gì, nghĩa là mình phải có một bước là mình phải tự học được những cái khác khác của nó và mình có hiểu được như thế là được. Và tôi sẽ không có dụ gì sâu xa, ví dụ những con mình được gặp thôi. Bài cái thứ nhất. Rồi qua bài thứ hai là bài đại cương du ký sinh. Thì những cái con mà các anh chị dung mà các anh chị thích dạy đó, thì tại vì để chắc là những con đó nó sẽ không có ký sinh được trong cơ thể người tới giai đoạn ấu trùng, nó không ký sinh được ở người ở giai đoạn trưởng thành, cho nên là chủ yếu những cái con đó là dùng những cái phương pháp miễn dịch để mình chẩn đoán nó. Vì vậy thì mình sẽ bỏ qua cái phần thể luôn, không có sao chuyển là chủ yếu mình chú ý là cái phần bệnh học và cái giá trị của những cái xét nghiệm trong cái những cái con đó thôi. Rồi khi mà mình hiểu được chương trình phát triển của nó, mình sẽ hiểu về điều phòng của nó. Còn điều trị là bỏ, hình thể là bỏ. Thì việc
vì cái nhà mình có làm bài tập á, xong nó thi còn làm bài tập á, còn của phần tử ở TikTok là hầu như các chị nó là các chị không có nhớ gì TikTok hết trơn, cho nên là mình học lại ha, mà mình đã bỏ luôn cái phần cụ thể rồi thì mình chỉ có còn phần vận học. Nó là thì phần vận học các chị chia là hai nhánh, một là gây bệnh, hai là truyền bệnh, con nó có gây bệnh hay không và con nó có truyền bệnh hay không. Truyền bệnh là bệnh gì? Tiếp theo là duy nhất môi trường nhiệt độ phòng thì nó giống như thế nào, thì cái quy trình nuôi cái là cơ bản giống nhau hết, thì mình không cần học, mình học nó gây bệnh gì nè và một số cái đặc biệt của nó, ví dụ như là con spirochetosis thì nó sẽ có là xì gà trong thực phẩm, thì nó sẽ có xì gà. Thì những cái hình ảnh gì mà đặc trưng điểm nhấn nhất của nó là các anh chị học thôi, không cần học hết. Còn bệnh học bài gì, bài ngày hôm qua đúng không, bài sáng, bài sáng thì cũng tương tự như bài dung, các anh chị học cho tôi ba cái bệnh đây, đây do người bị ấu trùng thôi, ba bệnh ấu trùng sán dị heo, bệnh ấu trùng sán dị nhái và bệnh ấu trùng sán dị chó. Và ngày hôm nay dễ hay gì, thấy dễ hay khó sốt rét? Rất dễ thôi, học đi, tại vì sốt rét dễ hay khó gì á thì mình cũng cần dùng nhất trong con đường đài, tức là sốt rét là mình dùng nhiều nhất.
thứ nhất là con em cho mời ba cái kinh doanh phải không? Dạ đi ra được không?